Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trên Ghế. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 3, 5, 7 và phát lại cùng khung giờ vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần trên HTV9. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Trên Ghế hôm nay có gì? Tiêu điểm nóng LG7 Hyundai Creta phiên bản mới có những thông tin mới cập nhật. Trong khi đó, Suzuki Ciat được ngầm xác nhận dừng bán tại Việt Nam. Trong phần Trên Ghế Nóng, chuyên gia Vũ Tấn Công sẽ đưa ra quan điểm liệu Omoda và Jico có đang quá cẩn trọng tại Việt Nam. Và đừng quên mini game với những phần quà hấp dẫn ở cuối chương trình. Sau đây là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. LG Việt Nam vừa thông báo LG 7 sẽ được giới thiệu vào ngày 28 tháng 8 tới đây. Xe sẽ cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng D cùng với Toyota Camry, Mazda 6, Honda Accord, nhưng được dự đoán là sẽ có giá bán thấp hơn đối thủ. Ở một phân khúc khác, một chiếc Hyundai Creta mới đã lộ diện tại trạm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội. Xe sở hữu thân xe, nóc, lưới tản nhiệt và bộ mâm đa chấu đều có màu đen. Một số nguồn tin thân cận khẳng định đây chính là phiên bản Creta Alpha tại một số thị trường như là Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên, đây không phải là bản nâng cấp giữa vòng đời của Hyundai Creta. Trên thị trường hiện nay, phân khúc SUV cỡ B chưa có mẫu xe nào sở hữu các phối màu ngoại thất như vậy. Trong khi đó, phía Hyundai thành công chưa công bố kế hoạch mở bán phiên bản mới cho mẫu SUV hạng B. Trái ngược với sự bổ sung sản phẩm của LG vào Hyundai, Suzuki Việt Nam vừa ngầm xác nhận ngừng bán Ciat. Trong lễ ra mắt Suzuki XL7 Hybrid mới đây, hãng khẳng định đang theo sát xu hướng của thị trường để điều chỉnh giá sản phẩm, ưu tiên cho SUV và xem xét lại các mẫu sedan. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, kể từ đầu năm cho đến nay chỉ có 8 chiếc Suzuki Ciat được bàn giao đến tay khách hàng. VinFast vừa công bố chính sách bán hàng mới. Khách hàng mua xe VF6, VF7, VF8, VF9 sẽ được tặng 50% lệ phí trước bạ, trừ thẳng vào giá bán. Theo đó, những ai mua xe kèm pin tại Hà Nội sẽ được lợi nhiều nhất. Cụ thể, mức giảm lớn nhất của VF6 là 51,3 triệu, của VF7 là 67,44 triệu, của VF8 là 94,14 triệu, của VF9 là 138,84 triệu. Hãng xe Việt cho biết thời gian áp dụng khuyến mãi từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 11. Chào đón quý vị trở lại với Trên Ghế. Quý vị và các bạn thân mến, vào tháng 9 tới đây thì thương hiệu Omoda Enzico sẽ chính thức ra mắt và bán xe tại Việt Nam, kết thúc hơn 2 năm thăm dò một cách công khai tới thị trường Việt Nam, một khoảng thời gian được các chuyên gia đánh giá là lâu chưa từng có. Vậy Omoda Enzico có quá cẩn trọng và những cơ hội thách thức của hãng xe Trung Quốc này khi bắt tay Galaxyco tại Việt Nam là gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận trong series Trên Ghế Nóng với khách mời, đó là chuyên gia Vũ Tấn Công. Đầu tiên là cũng rất là cảm ơn anh Công đã nhận lời tham dự chương trình. Như tôi vừa trình bày đấy là Omoda Enzico đã mất khoảng tầm hơn 2 năm để có thể thăm dò một cách công khai đối với thị trường Việt Nam. Thì theo anh đánh giá từ góc nhìn của một chuyên gia đã làm trong ngành xe này hơn 40 năm và cũng tư vấn chiến lược cho rất nhiều hãng xe rồi, vào khoảng thời gian này thì anh nghĩ rằng Omoda Enzico cũng đang quá cẩn trọng tại Việt Nam hay không? Theo quan điểm của tôi thì để triển khai một dự án sản xuất ô tô dạng xe cơ đê tại Việt Nam, ít nhất nhà đầu tư cũng phải làm được 3 việc cơ bản sau đây. Việc thứ nhất là nghiên cứu thị trường ô tô Việt Nam để tìm ra được những kiểu loại xe phù hợp với thị trường. Sau khi tìm ra kiểu loại xe thì phải làm nghiên cứu rất sâu về thông số kỹ thuật của từng loại xe trong từng model. Người ta gọi là car clinic. Trên cơ sở đó thì mới quyết định là sản xuất cái loại xe phù hợp với thị trường. Việc này cực kỳ quan trọng. Vì sản phẩm mà sai với thị trường thì là dấu hiệu của thất bại. Cái việc thứ hai nhà đầu tư phải làm đó là tìm hiểu các chính sách của chính phủ Việt Nam về sản xuất công nghiệp ô tô và tìm hiểu các chính sách của chính quyền địa phương nơi đặt nhà máy, các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Cái việc cơ bản thứ ba cần phải làm đó là vạch ra tiêu chuẩn,
rồi tìm kiếm đối tác Việt Nam phù hợp với dự án của mình. Thì ba việc đấy, theo như kinh nghiệm của tôi tư vấn cho nhiều hãng ấy, thì nhanh thì mất 1 năm, mà lâu nhất thì mất 3 năm. Cho nên qua việc này tôi thấy là Omoda và Zayco đã tiến hành 2 năm thì cũng có vẻ là lâu, nhưng tôi đánh giá là họ làm rất cẩn trọng, rất cẩn trọng. Và phần việc còn lại là họ phải nghiên cứu thị trường và làm ca clinic, tức là tìm ra chính xác cái xe thị trường cần. Mà việc đấy thì tôi chưa thấy. Vâng, vừa nãy anh có nhắc tới một cái điểm cuối cùng mà tôi nghĩ là một điểm cũng rất quan trọng, đấy là tìm được đối tác phù hợp tại Việt Nam. Và trong thời gian vừa qua thì Omoda & Zayco họ đã công bố cái đối tác của họ rồi, đấy là Gelamco. Trong lĩnh vực xe thì thực ra Gelamco chưa có quá nhiều kinh nghiệm đối với ngành ô tô. Vậy thì theo anh, cái bắt tay này nó đang chứng tỏ điều gì, và liệu rằng Omoda & Zayco có sai lầm không, hay họ đã có những cái tính toán gì khi mà bắt tay với Gelamco? Vâng, một câu hỏi rất hay. Đúng như anh nói, Gelamco thì thứ nhất là chưa có kinh nghiệm sản xuất ô tô. Họ chỉ có kinh nghiệm sản xuất linh kiện phụ tùng xe máy Honda, còn chưa có kinh nghiệm trong sản xuất ô tô ấy, thì nghe ra có vẻ khó khăn. Nhưng theo quan điểm của tôi thì không có vấn đề gì lớn. Tại vì cái đối tác Trung Quốc, người ta sản xuất ô tô khá lâu rồi, cho nên họ có thể chuyển giao công nghệ và huấn luyện cho công nhân Việt Nam của Gelamco vận hành. Cái đó không có vấn đề gì lớn. Cái vấn đề thứ hai ở đây là Gelamco chưa có kinh nghiệm kinh doanh ô tô. Quan điểm của tôi thì đây là vấn đề lớn. Tại vì kinh doanh ô tô nó khác với các mặt hàng khác. Nếu mà mình không có kinh nghiệm thì sẽ rất khó khăn trong kinh doanh, từ khâu phát triển đại lý, từ khâu chăm sóc khách hàng, rồi bán xe. Cho nên là cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên, tôi lại thấy rằng là đối tác Trung Quốc chọn Gelamco cũng có một cái tầm nhìn. Tại vì Gelamco có quan hệ tốt với chính phủ Việt Nam và quan hệ tốt với chính quyền địa phương, cụ thể là tỉnh Thái Bình. Đấy là một cái điều kiện tương đối quan trọng, nếu không nói là mấu chốt để dự án thành công. Đấy, cho nên cái ý của Omoda và Zayco họ chọn đối tác Gelamco. Một lý do nữa mà tôi thấy cũng hợp lý là tôi đã nghiên cứu kỹ về tình hình tài chính của Gelamco qua các kênh khác nhau. Thì tôi thấy Gelamco là tình hình tài chính là tốt. Thì đây cũng là một yếu tố để cho dự án thành công. Tất nhiên dự án này cũng không phải là không có những thách thức. Thách thức thứ nhất tôi có thể nói là bản thân sản phẩm sản xuất ra cũng phải cạnh tranh rất nhiều với các sản phẩm Trung Quốc khác, BYD, Aion này nọ, và cạnh tranh rất nhiều với các hãng ô tô nổi tiếng đã vào đây như Toyota, Honda, Hyundai, Kia. Thì đấy là cái thách thức. Tuy nhiên làm việc gì mà chả có thách thức. Cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu như biết cách làm và làm tốt xây dựng thương hiệu của mình thì thành công. Tại vì như anh cũng ít nhiều biết đến là người Việt Nam hiện tại không thích nhãn hiệu, không tin nhãn hiệu ô tô Trung Quốc. Lùi lại cách đây vào năm 2009, tập đoàn Chery, tức là trong đó là công ty mẹ của Omoda, đã từng đưa Chery vào đây nhưng mà thất bại. Người ta đấy bảo đấy là xe hàng nhái, rồi là chất lượng kém và lăn ngã ra đi. Cho nên đấy là những cái tôi nghĩ rằng là Gelamco phải làm tốt được công tác xây dựng thương hiệu. Vậy thì trong cái ý đầu tiên mà anh cũng có nói đấy là ngoài cái việc mà chọn đối tác tại Việt Nam thì còn một bước rất quan trọng, đấy là chúng ta phải chọn được sản phẩm phù hợp với thị trường nữa, đúng không ạ? Vậy thì ở trong cái bước đầu tiên thì họ đã công bố đấy là họ sẽ chỉ bán xe xăng và tiến tới là hybrid, và họ chưa tiếp cận tới xe điện. Trong khi đó xe điện thì bây giờ đang là một xu hướng phải nói là rất là rõ ràng và đang trở thành một cái trend, một cái xu hướng rất là rõ ở Việt Nam rồi. Vậy thì theo góc nhìn của anh,
cái việc chọn lựa các mẫu sản phẩm như vậy nó có đang phù hợp với thị hiếu cũng như là toàn bộ thị trường Việt Nam hay không ạ? Vâng. Câu hỏi của anh ấy thì gây cho tôi một cái suy nghĩ là Omoda và Zaiku họ nghiên cứu rất kỹ. Trước hết tôi quay lại quyết định số 876/2022 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình chuyển đổi xanh cho ngành vận tải. Thế thì nó có hai ý. Một là đến năm 2040 thì chấm dứt sản xuất nhập khẩu ô tô chạy động cơ đốt trong, tức là xăng dầu. Và đến 2050 là chấm dứt toàn bộ sử dụng lưu hành ô tô chạy xăng dầu. Như vậy 2040 là cái mốc mà tính từ bây giờ đến đó là hơn 15 năm nữa. Hơn 15 năm. Và 2050 là hơn 25 năm nữa. Thế thì xét lại ô tô điện. Ô tô điện thì muốn vận hành tốt thì là phải có cái mạng lưới chạm sạc. Thế mà hiện tại mạng lưới chạm sạc của chúng ta chưa phát triển đủ rộng khắp như các trạm xăng dầu. Cái thứ hai nữa là cũng có một hãng ô tô Việt Nam VinFast, người ta đã phát triển mạng lưới chạm sạc tương đối rộng nhưng hãng xe khác lại không dùng được. Thế như vậy là vấn đề chạm sạc nó gây cản trở cái việc sử dụng ô tô điện. Vì vậy Omoda và Zaiku mới giới thiệu xe xăng vào thì ít nhất là sử dụng được 25 năm nữa. Mà theo kinh nghiệm tư vấn của tôi thì một cái ô tô người ta sử dụng 20-25 năm cũng hết rồi. Cho nên là cũng không có vấn đề gì lớn. Quý vị thân mến, hy vọng với những chia sẻ đến từ chuyên gia Vũ Tấn Công vừa rồi thì chúng ta sẽ có thêm những góc nhìn về hãng xe Trung Quốc Omoda & Zaiku. Và ít ngày tới đây, hãng xe Trung Quốc này sẽ chính thức ra mắt Việt Nam cũng như bán sản phẩm và công bố giá. Chúng ta cùng chờ đợi những chiến lược cũng như chất lượng sản phẩm đến từ hãng xe Trung Quốc này nhé. Đừng quên, ít phút tới đây sẽ là thời gian dành cho mini game. Mini game của tuần này, thử thách trên ghế. Người chơi quét mã QR để nhập vai người lái xe, di chuyển trên đường thu thập những vật phẩm và tránh chướng ngại vật trên hai làn đường. Người chơi dùng phím cách hoặc click chuột trên bàn phím máy tính hoặc click vào màn hình điện thoại để chuyển làn và né chướng ngại vật, thu thập vật phẩm. Để nhận thêm lượt chơi game, các bạn có thể làm theo những cách sau. Cách 1, share kết quả lên trang Facebook cá nhân để nhận thêm lượt chơi, tối đa một lần một ngày. Cách 2, đón xem show trên ghế và scan mã QR hiển thị ngẫu nhiên ở góc màn hình để được tặng thêm 3 lượt chơi. Giải thưởng dành cho 3 người chơi có điểm số cao nhất hàng tuần và hàng tháng, công bố trên fanpage AutoPro. Chúc các bạn may mắn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng trên ghế.